Từ sư Đức Phật có dạy một vị mới xuất gia tu tập là theo những tuần tự pháp như thế nào? Ừ, lần thay nếu được sư chỉ dạy cho con, con sẽ tin tấn hành theo. Cái à, cái vị hỏi đó, ừ, sư không biết là quý vị là sai di hay là tỳ kheo. Uh, sư có một vài lời đề nghị cho một cái tuần tự pháp như thế này Đầu tiên uh, uh, Trong cái danh sách pháp của sư á, Nó có một cái uh, lời dặn dò của uh, Ngài Giác Nguyên Dành cho cái bậc mới xuất gia uh, Quý vị có thể đọc ha? Bởi vì Ngài Giác Nguyên là một vị trưởng lão Và cái lời uh, dặn dò đó cũng khá là hữu ích Dành cho những vị mới xuất gia nên nên học nên nghe nên nghe còn riêng cá nhân sư á ừ, sư có một vài lời đề nghị như thế này thứ nhất là nên học cái giới dù là sa di hay là tỳ kheo mình đã thọ mà mình không thuộc giới thì nó là một điều rất là nguy hại sư từng gặp một cái vị mà vừa mới xuất gia tỳ kheo sư đề cập với giới đối với vị đó bởi vì sư nghĩ đó những cái vị mà tân thọ tỳ kheo thì uh, sẽ lưu tâm đến giới nhưng mà vị này lại có một cái thái độ là đọc giới nhức đầu và một cái thái độ rất là dửng dưng và không có không có muốn nghĩ nhớ đến giới thì sư đặt cái vấn đề như vậy thì thọ giới để làm gì nếu như một vị tỳ kheo mà không nắm giữ cái giới của mình ý, vì đó rất dễ dẫn đến cái giới bất cộng trụ mà vì đó không biết vì đó rất dễ dẫn đến những cái tội lớn mà vì đó không biết nếu như không nhớ giới bởi vì không nhớ giới thì đừng nói đến chuyện sám hối anh không anh không nhớ cái người không để ý tới giới không nhớ tới giới thì người đó sẽ không có nhu cầu sám hối đâu à, rồi um... Nhớ ha, nhớ học những cái ưng học pháp. À, đó là cái cách ứng xử đó thường ngày đó, rồi học về những cái bổn phận được đề cập ở trong tạng luật. À, và dù quý vị là sa di hay là tỳ kheo thì sư vẫn đề nghị là phải đọc qua tạng luật. Nha. Nếu là sa di thì đọc qua tạng luật để biết cách mà hỗ trợ các vị tỳ kheo bởi vì đó là cái bổn phận của sa di. À, còn nếu là tỳ kheo thì đương nhiên là lại càng phải đọc cái tạng luật. Và trong đó thì có những cái phần là bổn phận và cái cách cư xử à, của một vị sư. Đấy, rồi à, cái bổn phận của một người đệ tử. tức là phải đọc tạng luật là phải đọc. ha Một nhà sư mà không đọc tạng luật thì đối với cá nhân sư đó chưa đủ tư cách để xưng là một nhà sư. Rồi cái thứ hai phải tập cái thói quen thường xuyên sám hối quý vị mà sống ở một cái nơi nào đó mà quý vị không sám hối được thì đó là cái nơi không có đáng sống phải tập cách để quý vị sám hối sa di cũng vậy tỳ kheo cũng vậy sám hối thọ giới làm trong sạch giới của mình thường xuyên uhm. và phải thường xuyên nhớ nghĩ đến giới một vị tỳ kheo trong năm năm đầu tiên vị đó phải ở gần với vị thầy của mình quý vị có biết tại sao không đó là tính luôn thời gian sa di nha sa di lên tới tỳ kheo là thời gian tỳ kheo là 5 năm chưa kể thời gian làm sa di đó để học về giới thành ra cái vị mà tân thọ đó thì chưa nói gì đến pháp học pháp hành gì vội học về giới trước cái đã À, khi mà cái giới của anh mà anh nhuần nhuyễn á, thì anh hành xử nó mới nên biết cách gì nên làm và cái cách gì không nên làm thành ra cái việc đầu tiên sư nhấn mạnh là quý vị phải lưu tâm rất nhiều đến giới 5 năm năm tỳ kheo cộng thêm thời gian làm sai di phải lưu ý đến giới rồi à, cái điều thứ hai mà sư đề nghị đó là quý vị nếu mà còn trẻ thì phải học pháp học à, cái này là theo um, chú giải của pháp cú cái việc còn trẻ đó thì nên dành nhiều thời gian để cho pháp học bởi vì nhờ cái pháp học á thì chúng ta sẽ um, có chánh kiến và biết được lời dạy của đức phật và pháp học đó là gì học theo từng từng cái tạng kinh một cứ nhai đi à, nó không có tốn thời gian vô ích đâu học trường bộ trung bộ tương ưng tăng chi có những cái lớp kinh tạng ở trên mạng xã hội ở trên youtube à, đó thì uh, facebook quý vị có thể theo học ha cái đó là cái bổn phận và cái trách nhiệm á rồi tiếp theo nữa đó nó mới tính tới cái chuyện là pháp hành À, trong tăng chi bộ kinh ấy đức phật có nói như thế này có một con lừa nó đi theo đàn bò nó nghĩ rằng ta là con bò ta là con bò nhưng mà nó không phải là con bò bởi vì cái lông của nó không giống lông con bò cái chân của nó không giống chân con bò cái tiếng của nó không giống tiếng con bò cho nên mặc dù con lừa nó đi theo sau lưng con bò nó nghĩ rằng ta là con bò ta là con bò nhưng nó không phải là con bò cũng như vậy một vị xuất gia khoác y đi sao ở sống trong một cái hội chúng tỳ kheo nghĩ rằng ta là tỳ kheo ta là tỳ kheo nhưng vì ấy không phải là tỳ kheo bởi vì vì ấy không phát triển giới học, không phát triển định học, không phát triển tuệ học. cho nên dù cho vị ấy sống trong giữa một cái hội chúng tỳ kheo, vì ấy nghĩ rằng ta là tỳ kheo, ta là tỳ kheo nhưng vị ấy vẫn không phải là tỳ kheo. thành ra đấy, à, cái lời dạy của đức thế tôn đơn giản gói gọn là vuông bội giới học, định học và tuệ học thành ra đó phải có giới nè học giới trước cho sư thứ hai học pháp học trường bộ trung bộ tương ứng tăng chi để chi để mình có tránh trí kiến cái thứ hai biết được phương pháp thực hành à, lúc đó mình mới tính đến cái chuyện là pháp hành là thực hành chỉ và quán đấy À, thì đó là cái lời khuyên của sư dành cho cái vị mới xuất gia và đương nhiên đây cũng là cái con đường uh, của cả một cái đời tu hmm.